Chào các bác, Minh Audio Hà Đông test hàng và giới thiệu đến các bác hai cái thớt radio của bộ Pioneer 7800 Mark II. Tôi test một con, tôi gửi cho bác khách ở Quảng Trị, Đức Phổ Quảng Trị. Cái loại này thì tôi ít bán hơn bởi vì giá nó cao hơn. Thường thì bán cái loại 7600 nhiều các bác nhá, 7600 Mark II. Tầm 2 đến 2,2 triệu. Cái loại này thì giá nhập nó cao hơn và tôi đang bán cái giá cực kỳ ok cho các bác là 2,5 triệu đồng. 2,5 triệu đồng hàng đẹp mê ly các bác nhá. Còn xưa thì tôi bán giá 2,8 triệu đồng. Mang tính chất trưng bày của bộ 7800 Mark II. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Riêng tại Minh Audio Hà Đông thì đều là hàng tuyển hết. Và các bác yên tâm về chất lượng. Hai thớt này tôi đang bán giá là 2,5 triệu đồng, giá ok cho các bác chơi nhá. Đều đẹp như nhau cả thôi. Đây nếu mà sóng kém các bác cho đoạn dây điện vào đây để tôi đang không dùng dây đâu. Nhưng nói chung thì nó mang tính chất trưng bày thôi, bởi vì những cái này nó bắt được rất ít đài ở Hà Nội ấy. Vì nó là tần số thấp, nó không phải tần số 108. Ở bên Mỹ thì nó mới dùng tần số lớn thì các bác mới bắt được nhiều đài. Mang tính chất trưng bày vào bộ của bác à. Đấy. Đấy, cái này phải gạt lên trên này. Cái này nói chung là phải gạt cái này lên trên, cái này ở đây và cái này lên trên. Vâng, xin cảm ơn.